No, le estaba la de vivir y se le va a hablar. ¿Cuál era uno? Khách thì đến rồi, nhà mình đang ngồi đây được. Chào, chào mình. Khách thì đến rồi, chúng ta đang trên đường Bon Bon. Ok. Chúng ta vẫn còn 25 phút nữa. Anh tới chưa? Bảo Phúc cho cái xe kia cũng phải đi sớm đi. Cái gì? Hùng Phú. Đi rồi đây, gõ sắp đây. Đi rồi sắp tới rồi. À, thế... Ờ, lúc nãy sao các chú lại phải đi sau? Thì là mình gọi xe riêng thôi chị ạ. Mình gọi Grab riêng thôi. Không phải là chủ đích là có vấn đề gì. Tức là cái gì? Người đẹp chuyển hết sang đây. Còn người mà ít đẹp thì để sang đây. Thấy lượng người ghê chưa? Tí nữa còn đỡ cái váy của bông chứ. Đấy. Chứ bây giờ chú Hùng với Phú đỡ thì hơi bị kẹt hết. Hỏng hết. Không biết cách là hỏng hết. Sao con tưởng vào kia? Hả? Em đây. Bông đi ở kia. Đây, có rồi. Dạ. Bố vẫn đang đi thẳng trong dòng này. Đi vào chị ạ? À? Chị đến chưa ạ? À? À, hay bố vào cửa khác? Không, cửa đây đây. Ui vậy hả? À? Hai lối vào mà. À vậy à? Vâng. Khi mình đi tắt sáng, không biết công an không? À vậy đó. Đây xe bị tắc đường chị. Đây à? Đến rồi, đến đang đến. Đến, đây rồi. Đến cửa rồi. Xe tắc đường. Xe tần ngay trước mặt rồi. Xe tần trước mặt rồi nhưng mà cũng phải mất 5 phút. Chị ngồi chị chờ nhé. Vâng ạ. Đây nó vướng một cái cục của nó. Cái cục ấy cũng không đi tắt được. Đây này. Cô Thảo. Thảo Sơn. Cô Thảo, bác Thảo. Chỗ này đây nó có cục này mình không thể tắt qua được. Mình vẫn phải đi vòng qua. Sợ vừa rồi bố quên Phú đi thẳng thì là sẽ đến lúc sang nó khó. Mà nói chuyện là cũng có khi lại đi thẳng luôn đấy. Có nhiều khi là quên nhỉ? Ý nhầm rồi. Ý nhầm đến nơi rồi mà thấy cái bọn kia nó không đón mình ấy. Nó đi vèo có mất. Kệ nó quay lại giờ mà nhìn thì không thấy mình nó quay lại. À. Họ tống sao nuôi. Ra mình ở mỗi nơi một đầu mà nó hơi bị xa. Chứ bác Thảo với lại Sơn thì ở ngay bên đến này. Đến từ 5 giờ. Ừ, bởi vì gần đây mà cách đây có 200 mét mà ở khách sạn gần đây mà. À, đến từ 5 giờ cơ hả? Ừ. Ôi thì người ta là được ưu tiên, người ta được ngóng khách sạn lâu hơn mình. Khách sạn lúc đấy bác đến. Khách sạn này hồi ngày xưa là cả nhà anh ở đấy chứ. À, nhà okay. Kiểu hồi ngày xưa chật mà. Thế là thỉnh thoảng một năm rồi vào để ở một hai hôm. Là anh tích điểm cái gì? Đấy, cái hồi này. Tích điểm máy bay cái gì? Không. Đó đi của em thêm nói. Đấy, ở khách sạn này gọi là ra để ở cho nó nghỉ ngơi. Về sau thì thôi. Cái túi này có ấy không? Cái gì đâu bố? Túi của con bố chẳng. À không, cái túi này để lại một lát nữa mang lên nhà. À ok. À với lại trong cái túi mà có cái gói bánh quy ấy, bố lấy cho con chứ. Túi này á? Không, cái túi bánh quy mà hôm sáng nay con mua ấy, con bảo là bố là chiều nay mang đi ấy. À. Hùng ấy mà. Không còn một gói nữa. Hai gói đó là một xanh, có một chạy
Chị Hằng à, Tố Nga à, xong vào đi nhá, em sẽ vào. Ok, mình cất cái xe xuống bây giờ. Ok, ok, chào Hà nhá. Ok, vâng, chị vào nhá. Vâng. Đây đánh cho nó chéo ra đây. Đây đầu tiên lại đánh chéo sang đây cái này đi.